Quý thầy cô trường trung học phổ thông Hùng Vương thân mến, ngày hôm nay chúng con rất vui vì đã có dịp được đứng đây dưới mái trường trung học phổ thông thân yêu này, bày tỏ những cảm xúc của chính mình trong giờ phút quan trọng của những ngày tri ân. Thưa thầy cô kính yêu của chúng con, mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, chúng con, những đứa trẻ lớp 6 hồn nhiên, không hề biết rằng mùa hạ của 12 năm sau, chúng con lại phải nghẹn ngào, phải nói lời từ giã. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa khi chúng con chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành học sinh trường trung học phổ thông Hùng Vương, ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Vậy mà cũng đã 2 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, chúng con được hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thân này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và là người luôn đồng hành cùng chúng con trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức. Thành tích mà chúng con tạo dựng được ấy chính là công lao của thầy cô. Nhưng nào đâu chỉ có vậy, thầy cô còn tuyệt vời hơn thế, khi không chỉ là làm tròn vai trò của một giáo viên, một giảng, mà còn trở thành người thầy của chúng con trên đường đời, dạy cho chúng con biết cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi buổi sáng mai, chỉ cho chúng con giá trị một lời chào, một lời xin lỗi, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay. Một ngày đến trường đối với chúng con là một niềm vui, vui vì thấy nụ cười rạng rỡ của bạn bè thầy cô. Dù chúng con buồn hay vui, thầy cô đều có mặt. Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của thầy cô nồng ấm nâng đỡ chúng con đứng dậy, dạy cho chúng con biết cách tự chữa lành vết thương. Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng con từng ngày từng giờ, để một ngày không xa nữa, bước vào một hành trình mới. Thật tự hào khi chúng con được là học trò của thầy cô trường Hùng, trường trung học phổ thông Hùng Vương. Nhưng thầy cô kính yêu ơi, không biết bao nhiêu lần những đứa học trò dại dột vô tâm này đã làm thầy cô phải phiền lòng. Chúng con cúi đầu xin thầy cô tha thứ. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng con, cho chúng con được cảm nhận những yêu thương vô giá, và hơn hết một vòng tay nồng ấm giúp chúng con khi chúng con cần. Thầy cô không thể cho chúng con những cái kim cương lấp lánh giá trị, mà thay vào đó thầy cô đã rèn luyện chúng con mỗi ngày để từ những cục than đen xì xáo xuyến trở thành những viên kim cương lấp lánh vô giá nhất. Thiên tài có thể không làm nghề giáo, nhưng một người làm nghề giáo thì chắc chắn là một thiên tài. Bởi hơn hết, thầy cô trường trung học phổ thông Hùng Vương có sức chịu đựng phi thường, không phải ai cũng có thể chịu đựng một lũ học trò nhất quỷ nhì ma chúng con. Nhưng thầy cô là hoàn toàn có năng khiếu. Cảm ơn thầy cô đã chịu đựng được tất cả những áp lực đến từ chúng con, từ những người học trò, tiếng nói chuyện áp cả tiếng, giảng bài rồi ngủ cục trên bàn mặc lúc nào cũng phờ phạc, đến những bài tập làm chỉ qua loa trong đối. Nhìn lại cũng đã 700 ngày, hơn 2 năm gắn bó với mái trường Hùng Vương thân yêu. Giờ đây Hùng Vương trong chúng tôi là một ngôi nhà hạnh phúc đầy ý nghĩa và yêu thương. Tôi nhớ những giờ học sáng của thầy Thế Anh và những câu chuyện thầy luôn kể cho chúng tôi nghe về sự làm người. Thầy luôn dành những tình cảm ấm áp yêu thương nhất để cho chúng tôi. Tôi nhớ cái mái tóc ngắn, giọng nói dáng vẻ hiền lành luôn muốn tôi trong tầm vui dạy hóa học của cô Diệu. Tôi nhớ những giờ của con tim lúc dằn đuổi bận trong mỗi giờ đi học thầy Tùng. Ở sau vẻ ngoài nghiêm khắc khó tính của thầy là sự yêu thương học sinh vô bờ. Thầy thường nhắc nhở chúng tôi biết mình đang đứng ở đâu mà khích lệ động viên chúng tôi cố gắng từng ngày. Nhớ cái giọng nói thánh thoát truyền cảm của cô Loan trong từng câu chữ, lời thơ, bài văn đưa chúng tôi đến từng những số phận của đời này đến những cảm xúc thăng hoa nhất trong văn học. Và đây có lẽ cũng là 2 năm.
không biết trường đời xã hội ngoài kia khắc nghiệt biết chừng nào đủ để cảm nhận rời xa vòng tay thầy cô là bão tố. Nhưng chúng con vẫn hy vọng rằng thầy cô luôn là nhà. Một ngày không xa chúng con vấp ngã trên đường đời thì luôn luôn có nơi để tìm về. Ngày 20 tháng 11 năm sau, dù đã ở nơi nào đó xa xôi không phải là nhà, thì chúng con cũng nhờ Facebook nhắn gửi đến các thầy cô lời chúc ngọt ngào từ khóa 12 nhân ngày 20 tháng 11 năm 2020.